Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân số 91 nam phi công người Anh đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có tiên lượng xấu, tổn thương phổi của bệnh nhân đã chiếm 90%. Vì vậy, Bộ Y tế chỉ định bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị thủ tục ghép phổi cho bệnh nhân. Khi khẳng định sạch virus, bệnh nhân sẽ được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để chuẩn bị ghép phổi. Trước đó, nhiều chuyên gia đầu ngành của nhiều bệnh viện lớn đã hội chẩn liên viện để cân nhắc phương án ghép phổi cho nam bệnh nhân này. Tuy nhiên, bệnh nhân hiện chưa đủ điều kiện ghép phổi. Hiện nay đã có 2 trường hợp là một phụ nữ ngoài 40 tuổi và một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi muốn hiến một phần lá phổi để cứu nam bệnh nhân phi công người Anh mắc COVID-19 nguy kịch. Trường hợp người phụ nữ 40 tuổi là một người đang khỏe mạnh, có một gia đình hạnh phúc và mong muốn để tình thương lan tỏa tình thương. Theo chị, cuộc sống vô thường, hơn 40 năm qua chị đã nhận được rất nhiều yêu thương, giúp đỡ và may mắn và muốn mang yêu thương chia sẻ và giúp đỡ lại những người khác. Trường hợp khác là cựu chiến binh ở Đắk Nông, ông vẫn đau đáu hai lần liên lạc với trung tâm để sẵn sàng hiến một phần lá phổi của mình vì tưởng bệnh nhân đã được chuyển tới bệnh viện khác để ghép. Ông sẵn sàng hiến tặng phổi của mình dù không biết có đủ điều kiện, đủ tuổi không. Qua hội chữ thập đỏ, ông tìm được số điện thoại liên hệ với trung tâm bày tỏ nguyện vọng đó của mình. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, phó giám đốc trung tâm điều phối quốc gia và hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người cho biết, những chia sẻ thiện tâm, những nghĩa cử ấy thực sự là nguồn động viên, khích lệ ngành y tế rất nhiều trong việc tận cùng cứu chữa những bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai. Các chuyên gia cho biết, ghép phổi là một kỹ thuật cực kỳ khó, đặc biệt chăm sóc điều trị sau ghép phổi còn khó gấp bội. Kỹ thuật này đòi hỏi cần phải chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ càng bởi vì tỷ lệ thành công sau ghép phổi trên thế giới không bằng ghép gan, ghép tim, ghép thận. Ghép phổi hiện nay có hai nguồn, một là lấy một thùy phổi, một phần phổi của người cho sống, ghép cho người có bệnh. Nguồn thứ hai lấy từ người cho chết não, ghép cho người có bệnh. Theo tài liệu trên thế giới, ghép hai phổi từ người cho chết não là tốt nhất, bởi vì ghép phổi từ người cho sống thì chỉ lấy được một phần. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.